Kính chào cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại video clip mới trên tất cả kênh YouTube của anh em nha. Thì hôm nay buổi sáng vào ngày 1 tây tháng 11, kênh YouTube của anh em cập nhật một số thông tin diễn biến mới nhất, câu chuyện liên quan đến chị Hồng Loan, đặc biệt là câu chuyện về căn nhà đối diện là chị Hồng Loan. Có một thông tin rò rỉ cho rằng là căn nhà này sẽ được mua bởi một cái người chị, nhưng mà chúng ta sẽ cập nhật thêm xem coi có đúng hay không. Thì cái người chị này cũng có đăng một cái tin lên trên trang cá nhân cả nhà, và một số anh em cũng đang đi tìm hiểu xem cái mức giá của căn nhà này như thế nào, và thời điểm hiện tại kinh tế hơi khó khăn mà người chị này bỏ số tiền ra mua thì không biết là sẽ như thế nào đây. Thực ra thì một cái thông tin nói là dò dỉ nhưng mà nó chính xác phải tới tầm 80-90% của chú anh chị, bởi vì là anh em mình đã nhận được cái thông tin có khán giả, có hàng xóm ở đây nói là cái căn nhà này mọi người đây là một cái căn nhà đang nằm ở cái vị trí đắc địa đã được của chị đã ra nhá, chị Phương Lê, mình nói thẳng luôn cho cô chú anh chị, tức là hàng xóm người ta đang dò dỉ cái thông tin này là chị đã có ngỏ ý và liên hệ với lại chủ nhà rồi. Và thì hiện tại thì mình đang nói liên quan tới vấn đề là giá trị thực của cái căn nhà này mọi người, do là nó nằm ở vị trí rất là đắc địa, mặt hai mặt tiền này mọi người, mặt tiền đoạn thời điểm và mặt tiền bên kia là một con hẻm hai ô tô có thể tránh được nhá, chưa kể hết là cái vỉa hè ở đằng trước và phía bên hông phải nói là để được rơi vào tầm khoảng 40-50 chiếc xe máy mọi người đó. Thì hiện tại nếu như mà trong cái thời điểm bây giờ này, cái tình trạng kinh tế bây giờ thì bên anh em bất động sản vừa định giá căn này là trên dưới là 50 tỷ mọi người. Khá lớn cả nhà ha. Nhưng mà với số tiền hiện tại bây giờ thì không biết là cái chị có chi phải mua không? Đó cô chú anh chị ơi, giờ này anh Hải cũng đang đi công việc ha. Thì tối hôm qua mọi người cũng xem những hình ảnh đại gia đình Hồng Loan. Hôm qua dường như là tất cả mọi người luôn đó, chị Hồng Loan cũng như là anh Hai Vũ Luân, chị Ba Bình Tinh, tất cả mọi người đều đi ăn tại một nhà hàng nha. Mọi người trò chuyện nói chuyện với nhau cũng rất là vui vẻ. Đó, thời gian gần đây thì chị Hồng Loan có rất là nhiều tin vui của chú anh chị. Và cái thông tin mà chị Hồng Loan sắp mở cái shop mới đối diện trước căn nhà số 5 từ Đoàn Thị Điểm đang được rất nhiều khán giả quan tâm. Và thêm một cái tin vui nữa là chị Phương Lê. Hôm trước thì chị Phương Lê cũng đã nhiều lần đi dò giá những căn nhà xung quanh gần đây để tìm mua một căn nhà, cũng muốn hỗ trợ cho Hồng Loan trong việc kinh doanh buôn bán. Thì mấy anh em cũng mới vừa cập nhật cái thông tin từ những người hàng xóm cho biết là cái căn nhà đối diện của nhà chị Hồng Loan đang được chị Phương Lê dò hỏi chủ nhà, và cô chú anh chị tiếp tục chờ những cái thông tin mới nha. Căn nhà mà căn cam đó em. Là thực ra thì để mà nói á, mấy ngày hôm nay là anh em mình này với lại cô bác khán giả mà ủng hộ Hồng Loan đó là đang lo lắng về cái giá thuê căn nhà này mọi người. Đang lo lắng là bây giờ Hồng Loan mà buôn bán hàng online, buôn bán những cái hàng ăn vặt đấy mà thuê cái mặt bằng này mà trị giá rơi vào tầm gần 30 triệu thì làm sao mà gánh nổi mọi người. Không thể gánh nổi thì bất ngờ hôm nay thì lại dò dỉ cái thông tin từ những cô hàng xóm á, là nói là chị Phương Lê là đã liên hệ và khả năng là tiến tới là có thể mua căn nhà này mọi người. Đây là thông tin dò dỉ thôi nhá, anh em mình cũng không dám khẳng định, nhưng mà đây là một tin vui, mình nói là một tin cực vui luôn cô chú anh chị. Vì sau khi mà nếu như chị Phương Lê mua được căn nhà này thì là chị Hồng Loan sẽ không bị mất phí trả mặt bằng đâu mọi người. Chị Hồng Loan là sẽ chỉ được buôn bán thôi và kiếm thu nhập để trang trải cuộc sống. Còn chị Phương Lê là đã nói rồi là sẽ cho chị Hồng Loan mượn luôn căn nhà để mà buôn bán và mở shop kinh doanh luôn. Còn bây giờ nếu như mà thông tin nó rò rỉ trên mạng như vậy với anh, thì có thể là bên kia họ có thể là họ mua không anh, họ xuống thuê liền không? Bây giờ mình nói giờ cái căn này đúng không? Cái căn này nè, mình nói là nếu mà chị Hồng Loan thuê mà chị Loan chưa nói gì hết, mà bây giờ bên kia lỡ nhớ thuê nó mở bún bò sao ta? Không mọi người, bởi vì là chủ nhà hôm trước là mình cũng đã biết rồi, long thoáng qua là đã nói là không bao giờ ăn bún bò mà anh, không bao giờ ăn bún bò và cũng không bao giờ liên quan tới bún bò luôn đó. Và nói là nhắc luôn, nhấn mạnh luôn là ủng hộ chị Hồng Loan hết mình. Ngày hôm qua thì lúc ban đầu đấy, thời điểm mà chủ nhà cũng đã nói là sẽ giảm giá cho chị Hồng Loan nếu như chị Hồng Loan thuê mà mọi người đó. Mấy hôm nay thì chị Hồng Loan có rất là nhiều tin vui của chú anh chị. Người ta thường nói là con gái thì nhờ phước cha. Trước đây thì cậu Năm sống làm việc thiện rất là nhiều luôn ha, nhưng mà không bao giờ là công khai hết. Thì bây giờ Hồng Loan cũng nhờ hưởng phước của cha, được rất nhiều các anh chị em nghệ sĩ, với chị Phương Lê, chị Ni cũng luôn bảo bọc
và giúp đỡ. Nên cái tin mà chị Phương Lê đang có ý định mua căn nhà đối diện để hỗ trợ chồng Loan trong công việc buôn bán là một tin cực vui. Và chúng ta cũng nóng lòng chờ cái ngày khai trương. Thì mình nghĩ cũng có rất là nhiều những fan yêu mến của Hồng Loan cũng ghé tới ủng hộ nha cô chú anh chị. Bây giờ cái thông tin đó, mua hay là thuê thì cái chính xác là chị Hồng Loan vẫn mở một cái shop mọi người nha. Vẫn mở một cái shop mới mà trên thông tin các kênh mạng xã hội nói là công ty Hồng Loan mọi người. Thì nó cũng chính xác nha, bởi vì là sắp tới là chị Hồng Loan sẽ làm lớn. Sẽ có anh hai Vũ Luân, chị Ba Bình Tinh hỗ trợ đằng sau. Đấy, hỗ trợ về mặt tài chính cũng như là về mặt marketing để quảng cáo cho công ty của chị Loan mọi người. Có cái căn nhà đối diện số 5 được gọi thì điểm này hiện tại thì hai mặt tiền bề ngang chắc khoảng 12-13 mét của chú chị. Bây giờ định giá tại khu vực Phú Nhuận này có tầm 50-60 tỷ. Một cái mặt bằng rất là đẹp, rất là rộng rãi và mới được sửa chữa lại rất là khang trang của chú anh chị. Chắc là chị Hồng Loan cũng đang set up mọi thứ để chờ cái ngày khai trương. Và cô chú anh chị tiếp tục chờ đón cái tin vui mới nha. Chắc là tối qua là mọi người đi ăn uống thì mình nghĩ chắc cũng có bàn về những cái chuyện là kinh doanh rồi là một số cái tin vui này đúng không ạ? Thấy đầy đủ rất nhiều người, anh Vũ Luân, Bình Tinh, Phương Lê, rồi chị Ni, anh Nguyên Vũ đấy, nói chung là những người mà hỗ trợ cho chị Loan đấy. Đúng rồi đó, thông tin đó là chính xác, bởi vì ngày hôm qua không đơn giản mà chị Hồng Loan lại về trễ như vậy đó mọi người. Sau khi mà gặp nhau không phải là để ăn uống mà học là trong cái lễ hội Halloween đâu, mà là mọi người có bàn bạc tới cái công việc mà kinh doanh buôn bán sắp tới mở công ty của chị Loan. Và đặc biệt hơn là có sự xuất hiện của chị Phương Lê và anh hai Vũ Luân. Và chị Phương Lê là nhân vật chính mà trên mạng xã hội và các cô hàng xóm đang nói về vấn đề là liệu rằng là chị Phương Lê có đạt được cái thỏa thuận mà thương vụ phải nói là bạc vài chục tỷ không cô chú anh chị. Rất là hiếm khi mà gặp được chị Phương Lê và anh hai Vũ Luân sát cánh với nhau trong cái đợt này cả nhà ha. Những lần xuất hiện trước thì chỉ có Phương Lê đi thôi hoặc là chị Ni đi thôi. Nhưng lần này là khá đặc biệt, ở nhà hôm qua chúng ta đã thấy rất là đông anh em của họ là xuất hiện rất là đông và tập hợp với nhau để cùng nhau chia sẻ những câu chuyện kinh doanh. Thì mình nghĩ cái căn nhà này thì đối với chị Phương Lê, nếu thật sự chị Phương Lê có mua thì cũng là xứng đáng thôi anh ha. Đúng rồi anh, nói chung là với tiềm lực kinh tế của chị Phương Lê thì mua căn nhà là chuyện hết sức bình thường. Đó của chú anh chị Phương Lê bây giờ nói một câu là không ngoài gì, chị không có gì ngoài điều kiện của chú anh chị. Bây giờ muốn mua căn nào thì chị có thể mua được. Và mọi người thấy không, bây giờ chị Hồng Loan là giống như là thời tới cả không kịp đó cô chú anh chị. Mọi việc từ cái vụ kiện tụng rồi dọn những cái đồ của mẹ con của bún bò bây giờ cũng đã được giải quyết khi mà luật sư cũng như là tòa án tới để thẩm định căn nhà. Và bây giờ thời gian tới là chị Hồng Loan tiếp tục mở rộng kinh doanh, mở thêm cái shop mới, cũng như là đó chị cũng mới chia sẻ tối hôm nay là 8 giờ sẽ có một cái buổi live stream trên kênh TikTok mới của chị Hồng Loan. Tức là bây giờ cô chú anh chị có thể theo dõi chị Hồng Loan trên các nền tảng là YouTube, Facebook và cả TikTok nữa. Thì kênh TikTok bây giờ là chuyên về bán hàng TikTok shop, được rất nhiều khán giả yêu mến. Cô chú anh chị tiếp tục đợi những tin vui mới từ chị Hồng Loan nhé. Các nhà thấy nha, đây là căn nhà hai mặt tiền, góc đường được địa điểm số chẵn cả nhà ha. Thì căn nhà này sắp tới thì sẽ có những sự kiện đó, thì cả nhà cũng chờ xem nha. Và tới đây em cũng xin tạm dừng video clip và chúc cả nhà có một buổi trưa đầu tháng nhiều may mắn và thành công trong công việc nha. Thì em quay cho cái cảnh nhà xem cái nhà này nha. Đây, đối diện là nhà của chị Hồng Loan cả nhà. Đường Hồng Loan cũng có rất là nhiều khách du lịch ha, đến để tham quan cả nhà ha.